Được rồi, cho em xin tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Audio trên miền Tổ quốc. Qua đây xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn những lời góp ý chân thành cũng như là động viên của các bác ở trên kênh YouTube, kênh ngày em ngày càng được hoàn thiện. Em cũng xin cảm ơn các bác đã có kinh nghiệm treo luôn, đã truyền đạt kinh nghiệm cho em để em được hiểu biết thêm. Hôm nay là ngày 20 tháng 6, em tôi làm cái video giới thiệu các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Soli với model là CDP510. Chiếc đồng này được sản xuất năm 1986 với giá xưởng của nó là 49,8 ngàn yên, 49.800 yên, nó bằng với giá xuất xưởng của Sony 950 và 970. Một chút nữa thì em sẽ quay phần nội thất để bác xem là sao là cái đầu 510 này này nó có giá xuất xưởng là nó lại ngang bằng với thằng 950 và 970. Thì để trước khi quay phần chi tiết ngoại hình thì em xin giới thiệu em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Các bác có thể liên hệ qua hotline của em qua số máy là 0907 23269 hoặc là các bạn qua Zalo, qua Facebook, trang cái YouTube của em. Thì do tình hình dịch bệnh này phức tạp nên là em không thể tiếp khách tại nhà, em mong các bác hãy thông cảm. Đấy. Phần ngoại hình của em ở đây, đó là mặt mũi của em rất là đẹp. Đấy. Là đẹp luôn. Đây nó hơi ố chút thôi. Đấy. Ở đây cũng rất là đẹp. Đấy, phần nắp lưng của em nó đẹp. Đây mặt sau đây. Đấy. Đường analog này. Model của nó đây. CDP 510, điện 100V, công suất tiêu của nó 10W, xe máy là 234624, sản xuất tại Nhật Bản. Em đã tháo phần lắp lưng rồi, dây nguồn rời các nhá. Để chút em mở phần này. Đây, dây giác nó rất là mới này. Đấy. Tháo cái phần là nội thất để bác sử chiếm ngưỡng. Máy móc của em nó rất là mới. Máy zin nguyên bản đó nhé. Nó sử dụng toàn tụ Elina và tụ của thằng tụ của thằng gì đây? Tụ của Lichicom. Đấy. Toàn tụ đỏ, còn tụ cao cấp và nó sử dụng một con rè mã APM56P. Đấy. Rất là mới luôn. Mắt đọc zin theo máy. Xong em nói thì không hầm hố như là con 970 hoặc 950 đấy, có tiêu rồi. Nó sử dụng toàn tụ cao cấp thôi. Đấy. Và phần mắt đọc của nó rất là tốt. Thì chiếc đầu này là sở hữu xa ngang là xa ngang 43, chiều cao của nó 10 cm, chiều sâu của nó là 33,3 cm và nó nặng đến 5 kg. Thì để trước khi vào test cái phần mắt đọc của những cái chức năng hoạt động của em đó, thì bác nào chưa đăng ký kênh thì em đi đăng ký kênh giúp em, và các bác đừng tiếc cho xem online để kênh ngày càng phát triển, cũng như là để kênh của lên trang đầu để anh em tìm kiếm kênh của em là được
nhanh hơn. Và bác yêu thương em thì bác hãy share kênh YouTube của em trên trang cá nhân của mình qua Zalo, Facebook để cho nhiều dòng xe Audio trên miền Tổ quốc được biết đến. Các cái đĩa portfolio. Nhận bài ngay. Em bước trên cỏ
xa xăm, bao năm xa cách như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từng tình đường. Tàu đưa ta đi, tàu xe đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại. Mà đọc rất là tốt. Xin phép được dừng video test tại đây. Thì chiếc đầu này bán với giá là 1,2 triệu đồng bao phí ship toàn quốc cho các bác. Đấy, các bác thấy rồi, bạn đọc rất là tốt, chất âm rất là hay. Đấy, phù hợp cho các bác là chơi những nhạc vàng, bolero. Đấy, rất là phù hợp, đều ba giải và rất là chi tiết. Đấy, em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.